Để đánh giá những khó khăn, thách thức trong quá trình chuyển dịch từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh tại Việt Nam, Viện Kinh tế Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương, Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại tổ chức hội thảo thúc đẩy phát triển năng lượng xanh, hiện trạng và giải pháp thực hiện. Tại hội thảo, hơn 200 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp liên quan cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đến từ viện nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội ngành hàng liên quan tập trung trao đổi thảo luận vào các vấn đề về chính sách và công nghệ năng lượng sạch hướng tới phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam, hiện thực hóa chuỗi dự án điện khí LNG và điện gió ngoài khơi theo quy hoạch năng lượng quốc gia, xu hướng phát triển các ngành kinh tế xanh trên thế giới và Việt Nam, kinh nghiệm tham gia thị trường carbon và đề xuất khả năng ứng dụng cho ngành năng lượng Việt Nam, vân vân. Trước hết, tôi cho rằng đầu tiên chúng ta phải tiến hành cái công tác đánh giá, kiểm kê lại tất cả những cái hệ thống năng lượng của Việt Nam bây giờ để biết cái hiện trạng chúng ta đang định vị, chúng ta đang đứng ở vị trí nào. Thứ hai nữa, chúng ta cần phải xác định mục tiêu chúng ta sẽ đến, nó là phát thải ròng bằng không. Và thứ ba, tôi cho rằng là chúng ta chia lộ trình ra các bước cụ thể, chẳng hạn cần 5 năm một, chúng ta giảm dần. Thì tôi nghĩ đó là cái lộ trình tổng thể. Còn đối với từng doanh nghiệp, tôi cho rằng phải có cái chương trình cụ thể của từng doanh nghiệp, cũng phải có cái chiến lược để chúng ta chuyển dịch năng lượng. Đặc biệt chẳng hạn chúng ta lồng ghép cái chiến lược chuyển dịch năng lượng này vào cái chiến lược phát triển doanh nghiệp với cái lộ trình chẳng hạn 5 năm chúng ta lại giảm phát thải, chẳng hạn như là 1/4, 5 năm nữa 1/4, 5 năm nữa 1/4. Tôi nghĩ là với cách làm như vậy, chúng ta sẽ tìm ra, chúng ta chia nhỏ nó ra và do đó chúng ta phải tìm những cái giải pháp. Một là chúng ta là sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng. Thứ hai, chúng ta có thể đổi mới thiết bị. Và thứ ba nữa, chúng tôi cho rằng là cần phải thay đổi cái phương thức tiêu dùng để làm sao cho chúng ta không phải tiêu dùng theo kiểu nâu và đen nữa, mà là tiêu dùng xanh, sản xuất xanh và đặc biệt kể cả logistics xanh và đặc biệt phải có tư duy xanh. Tôi cho rằng tất cả những cái đó tiến hành đồng bộ thì chúng ta sẽ tạo ra cái bước chuyển từ cái cơ quan nhà nước cho đến các nhà khoa học, cho đến các doanh nghiệp và từng người dân. Là đối với năng lượng tái tạo, do cái tính ổn định của nó không cao, thế cho nên vấn đề là phải có được một cái hệ thống lưới điện hay là mạng điện để mà kết nối, để mà hòa nhập. Thì đây cũng là một thách thức nữa đối với cái phát triển năng lượng tái tạo. Một cái nữa tức là vấn đề công nghệ và cái năng lực, và cả trên thế giới nữa thì nó còn những cái thách thức trong phát triển cái công nghệ lưu trữ năng lượng. Tóm lại, tôi muốn nói rằng là bản thân với cái tiềm năng của Việt Nam thì cái mục tiêu về công suất của điện gió, điện mặt trời và cũng như trong quá khứ thì chúng ta có thể thực hiện được. Thế nhưng mà nó không chỉ là những cái khó khăn thách thức liên quan đến việc phát triển năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, nhưng mà đằng sau đấy là còn rất nhiều những cái chiều cạnh, khía cạnh liên quan đối với bản thân năng lượng, như vấn đề cơ cấu năng lượng, vấn đề thu hút nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn và đầu tư, cũng như là giải ngân, và đặc biệt nữa đó là cái vấn đề thực thi, cơ chế để thực thi và cái tốc độ thực thi để đảm bảo là cái thời gian của chúng ta không còn nhiều trong cái việc thực hiện cái sơ đồ điện 8 cũng như là cái mục tiêu chuyển đổi xanh đối với ngành năng lượng và cả cái nền kinh tế Việt Nam. Được biết, Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Việt Nam sẽ tập trung vào khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng xanh và xu hướng chuyển dịch năng lượng công bằng. Trên cơ sở các bài tham luận khoa học, Ban tổ chức sẽ tổng hợp các ý kiến, đóng góp gửi các bộ ngành liên quan nhằm xây dựng kế hoạch đẩy mạnh chuyển đổi xanh, nhằm đạt được mục tiêu đến năm 2030, năng lượng tái tạo cho sản xuất điện đạt 30-39%, định hướng đến năm 2050 đạt từ 67-71%.